Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh Học Tiếng Anh Miễn Phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với cái phần cuối cùng của phần luyện nghe các bạn nhé. Đó là phần After You Listen. Là nếu các video trước mình đã hướng dẫn các bạn làm hết rồi, đầy đủ các cái phần rồi, từ phần Before You Listen cho đến nhiệm vụ số 1, nhiệm vụ số 2 xong hết rồi, thì bây giờ sang cái nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta. Thế thì đây là một nhiệm vụ mà nếu như trong video 2 mình đã nói các bạn rồi, đây là một bài mà đề nghị chúng ta nói lại này này. Đó, đến lượt chúng ta là bắt đầu nói về cái tiệc sinh nhật này, cái tiệc sinh nhật của bạn Mai này. Đó, cái này á, thực ra cái này đó các bạn, có thể các bạn, hai bạn giao tiếp với nhau cũng được. Đó, một bạn A hỏi bạn B trả lời. Ví dụ bạn A hỏi cái tiệc sinh nhật bạn Mai tổ chức lúc mấy giờ rồi, bạn Mai mấy tuổi rồi, món ăn gì vân vân. Mình có thể nói theo giao tiếp như vậy cũng được. Và các bạn cũng có thể mỗi người nói một ý cũng được, hoặc một người nói cũng được các bạn nhé. Một người nói về cái bữa tiệc sinh nhật bạn Mai cũng được, và người khác đến được người khác nói. Nói chung là tùy chúng ta, cái phần nói này chúng ta linh hoạt thôi các bạn nha. Chứ chúng ta không có bám vô một công thức nào hết, chúng ta không theo một cái mô típ nào hết. Vậy thì cái bài này cũng như các phần khác thì trước khi vào học mong các bạn bỏ ít thời gian nhấn đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực, mình ra nhiều video hay các bạn nha. Và trong cái video này mình sẽ giúp các bạn hướng dẫn phát âm rất chuẩn, đầy đủ các câu của cái phần nói này luôn. Rồi, bây giờ mình mời các bạn bắt đầu cái bài nói về cái ngày sinh, cái bữa tiệc sinh nhật của bạn Mai. Và đầu tiên cái nghĩa thì các bạn đã được hiểu rồi đúng không nào? Cái nghĩa thì nếu bạn nào vẫn chưa hiểu được cái nghĩa, cái ý nghĩa, cái dịch sang tiếng Việt á, tốt là dịch sang tiếng Việt á của cái bài nói này á, thì các bạn cứ vào cái danh sách phát tiếng Anh lớp 11 của chúng ta đó, trong cái kênh của mình á, tiếng Anh lớp 11 unit 3 và cái phần là luyện nghe này, sang cái bài tập số 1 của cái task đó, cái nhiệm vụ số 1 đó, thì các bạn nghe đầy đủ, các bạn sẽ hiểu hết luôn, đầy đủ luôn, trong kênh này có đầy đủ các phần cho các bạn luôn. Rồi, sau khi các bạn đã tìm hiểu hết rồi thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn phát âm đầy đủ nha. Rồi, các bạn để ý những cái chữ nào khó là mình phiên âm quốc tế ra phía sau cho các bạn rồi. Còn nếu chữ nào dễ thì mình nói chậm, các bạn nghe kỹ nè. My is my neighbor. Neighbor. She turned 16 recently and her parents have helped a birthday party for her. I was one of those invited. The party began at about 3 in the afternoon. There were about 20 of us gathering in my house. She didn't like having the party at the restaurant because it is noisy and expensive. Đó, từng chữ khó là mình đã nói rất chậm cho các bạn rồi. Rồi, tiếp tục các bạn nè. We gave presents to Mai and she happily opened them. It must really be exciting to receive all those presents. After that, Mai's mother served us short drinks and biscuits. We then listened to music and played cards. The winners were given prizes. At about 4:30, my mother brought out the birthday cake. It was beautifully decorated with pink and white icing. 16 colorful candles sat in the middle of the cake. We all clapped our hands eagerly and sang happy birthday as she blew out. Đó, các bạn để ý nha, âm cuối đó. The candles and cut the cake. We helped ourselves to slice of the delicious cake and sang all the songs that we knew. Finally, at about 6 in the evening, the party came to an end. We were all tired but happy. And parents of other children came to collect them by motorbikes. I helped my and her mother clean up the mess we had made. After that, I walked home
which was only 3 doors away. Đó, như vậy là mình đã đọc rất chậm cho các bạn và đây là những cái phiên âm quốc tế mình đã phiên âm rồi cho các bạn đây. Các bạn nhớ này, biscuit đó là bánh quy đó các bạn nha. Biscuit, brought là mang ra này, quá khứ của bring đó các bạn nhé. À quên, là mang á, mang ra, mang đến á. Brought, decorate, decorate đó là trang trí đó. Blue, blue đó các bạn nhớ nha. Blue, nhớ, blue, nhớ, kéo dài ra, blue, blue. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã được nói, chúng ta cũng đã được nói về cái bữa tiệc sinh nhật của bạn Mai. Đây, cái phần sau khi chúng ta lừa nghe đây rồi. Đó, rồi các bạn có thể thay phiên nhau nói cũng được, cũng có thể các bạn từng người nói, từng người hỏi, từng người nói cũng được, tùy vào các bạn nha, như ban đầu mình đã đề cập. Rồi, hy vọng cái video này có ích cho các bạn. Mong các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục cập nhật thêm nhiều video hay các bạn nhé. Và bản thân mình có nhiều niềm vui nữa. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo.